Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết giao ca, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Nhân cha và con và thân thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm biết hồn con, mang xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đã ngồi thánh đường. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm. Chúng ta cầu khẩn, cầu nguyện cho ông Phaolô mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho ông sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Ông Phaolô đã được chịu phép rửa tội, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho ông, hy vọng ông được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chốn kia người này không còn được mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Ước gì ông được sống bên Chúa vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa trong thư tín hữu Roma: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô,
chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta, vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, ông Phaolô là người thân thích đã lìa bỏ chúng con, xin cho ông được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của ông Phaolô được in sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của ông Phaolô đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng mới một niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu. Ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, tuy Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Đức Maria cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi người đứng dưới chân thánh giá Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Xin Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu cố hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cày vào lòng năng của Chúa mà xin cho anh chị người anh em tín hữu chúng con đây là ông Phaolô được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đánh bại thần chết, và xin cho ông được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thua muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi tất thành vũ trụ hữu hình, lưu cho chiếc quan tài này mà thể xác ông Phaolô sẽ được giao phó như chiếc nhà tạm. Trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô đang ở bên hữu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng an ủi những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự ly biệt tan tóc thành niềm vui hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vâng, sâu tối tâm con kêu cầu người thương trong đêm. Chúa ơi, lắng nghe lời con tìm nhan Chúa. Trở về bên Chúa nhà.
nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Xuân luôn mãi nở hoa, tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn khắc từng giây, tình cha cho
cho con như bấm mắt phụ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Mùa xuân luôn mãi nở hoa, tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn khi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong giờ phút này chúng ta tụ họp nơi linh cữu của ông Phaolô, Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. Đó là cái niềm tin của ông Phaolô. Hơn 75 năm làm người, làm con Chúa, ông đã sống đức tin.
và lời Chúa trong các bài đọc trong phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy. Giáo hội trình bày cho chúng ta cái diễn từ, cái ngày quan lâm cần phải luôn luôn tỉnh thức trước mọi biến cố. Qua mọi biến cố, Chúa sẽ xin Chúa soi sáng cho chúng ta, đọng ra sự hiện diện của Thiên Chúa và lòng yêu thương của Ngài. Chúa chính là ánh sáng, là ơn cứu độ của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa là đấng thương xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các thánh trong tình nghi nhân loại. Hôm nay khi cử hành nghi thức an táng cho người, tôi tớ Chúa đây là ông Phao-lô, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được giữ phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được đến trình diện trong trước tôn nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích thư Thánh Phao-lô công đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, mọi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy. Và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó không sinh nhiều bông hạt. Kính thưa cộng đoàn, được tin ông Phaolô qua đời, khi người thân của ông Phaolô vào gặp tôi thì mới hỏi về ông mất như thế nào. Thì gia đình cho biết rằng là ba con cũng khỏe lắm, đêm cũng còn nói chuyện và buổi sáng cũng còn đi chở vợ, hình như đi khám bệnh phải không, đi tập thể dục à. Rồi sau đó rồi ba về thấy một cơn mệt, rồi ngất đi luôn. Vâng, vậy thì thưa cộng đoàn, có lẽ cái ngày ra đi, cái ngày chết của chúng ta không ai nhờ, và đến với chúng ta như một sự bất chợt. Như lời Chúa trong phục vụ lễ buổi chiều trong nhà thờ, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cũng căn dặn chúng ta trong cuộc sống cần phải luôn luôn tỉnh thức trước mọi biến cố. Hơn 75 năm làm người, làm con Chúa, dù sống dù chết, chắc chắn rằng ông sẽ cảm nghiệm được cái điều đó. Thế nhưng phần làm người thử hỏi ông Phaolô, ông có tội không? Thế thì những tội lỗi của bố con cái biết không? Biết không? Làm sao biết được? Thế thì bây giờ ai sẽ trả nợ cho ông Phaolô đây? Ông Phaolô còn khả năng trả nợ, còn khả năng làm trả nợ không ạ? Không còn khả năng nào nữa. Giờ đây cái gì mà ông được, cái giờ đây ông nằm xuống, cái điều gì mà ông mong ước, ông khao khát, đó là thánh lễ, đó là những lời cầu nguyện của con cái, của cộng đoàn suốt 75 năm làm người, làm con Chúa. Ông có lỗi với vợ con, với cộng đoàn, với Chúa, với bạn bè. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta suy tụt quanh đây một cách nào đó. Thứ nhất, đó là cầu nguyện cho. Thứ hai, đó là thông cảm với gia đình. Và cuối cùng, đó là xin cộng đoàn hãy tha thứ những cái tội lỗi, những cái khuyết điểm của ông. Và một khi ông đền tội, một khi ông trả nợ tất cả những cái điều mà chúng ta làm cho ông, và chắc chắn rằng ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho gia đình, cho con cái, cho vợ, cho cộng đoàn, cho mọi người chúng ta. Lời Chúa mà trong Tin Mừng Thánh Gioan cho chúng ta thấy cái điều đó. Chúa Giêsu Ngài chính là hạt lúa mì mà Chúa Cha đã gieo vào thế gian. Để qua hạt lúa mì mà Chúa Giêsu chết đi, thì Chúa Giêsu sinh, Chúa Giêsu chết đi để sinh ra giáo hội, để sinh ra các Kitô hữu. Đó là chính chúng ta. Vì thế mà Chúa dạy cho chúng ta trong cuộc sống hãy luôn luôn cố gắng bám vào Thiên Chúa, bám vào sự quan phòng tình thương của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự sẽ qua đi, nhưng lời Chúa nói, lời Chúa dạy, lời Chúa phán sẽ không bao giờ qua đi. Dù một chấm, một phết, một phẩy như thế nào, lời Chúa vẫn tồn tại mãi đến muôn đời. Bởi vì đặt lên dưới sáng lời Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông Phaolô và xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm của ông, để xin Chúa sớm ban cho nước trời. Amen. Tâm bao.
tay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện ơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Hay tín hư nhân loại nào còn in vết vì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ngủ. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các tạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn ngôi sự thánh thiên. Vì thế chúng con là xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình bà mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện lập mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ vi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, mẫu giao ước mới và vinh cô sẽ đổ ra cho các con. Và nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi công phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đấng mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Quan Giuse, Đức Cha Louis và Đức Hồng Y Gioan Bautista cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là ông Phaolô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hơi sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và còn thêm các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng
thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các con đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng gia. Chúng ta chúc bình an với nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Yêu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mà thôi đi thì nó ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi cơ. Chúa đây là ông Phaolô, hôm nay đã lìa coi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ hy lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Trọng kính Cha Francisco Assisi, Chánh xứ Giáo xứ Sơn Ba. Kính thưa Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, kính thưa Ban trị sự Giáo khu Thánh Teresa, kính thưa các hội đoàn, anh chị em ca đoàn Chúa Kitô Vua cùng toàn thể ông bà cô bác. Hôm nay vì tình thương mà cha bà các ông bà cô bác anh chị đã đến đây để hiệp dân thánh lễ cầu cho linh hồn Phaolô là người chồng, người cha và người ông của gia đình chúng con. Chúng con không biết nói gì cảm tạ tình thương mà cha bà các ông bà cô bác anh chị. Con chỉ xin dâng lên Chúa đấng giàu lòng từ bi nhân hậu, xin Chúa gìn giữ và tuôn đổ tràn đầy hồng ân xuống trên cha và tất cả các ông bà cô bác và anh chị. Một lần nữa gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Bay lên tới thiên đường cho lung linh ánh nhiệm màu.
Con và Thánh Thần. Amen. Và cụ của Phaolô Trần Văn Tử, chúng tôi trên đây trước mặt tín hữu của Tam Quyến, tức là đại diện cho ban thường vụ cùng các đoàn thể, tức là ban các bà mẹ công giáo, giáo khu 5 và ban thánh thư, trên đây trước nhất có lời chia buồn cùng Tam Quyến. Kính thưa Tam Quyến, ông Phaolô được Chúa gọi về cách đây khoảng là người 77 năm, chắc hẳn không thiếu sót bổn phận nào đối với gia đình, với khu xóm, đặc biệt là đối với Chúa. Vì trong giờ phút cầu nguyện này, xin Tam Quyến hợp ý cùng ban thường vụ chúng tôi và giáo khu 5 của các thiệt thà là như cánh bạc kêu xương Chúa ơi, Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa phù thương ban muôn ân ơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn xa xuống một tổ đồng, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thần công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi xin hằng sống vậy. Amen. Lâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai đổi được, lời Chúa con hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho riêng.
người đáp nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm nhân người. Thầy lạy Chúa con xin ban cho linh hồn Phao-lô được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy linh hồn Phao-lô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phao-lô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Từ chốn luyện hình ngũ tốt bằng tiếng bao linh hồn khóc than điền thành tin dân mẹ nhân ai quyền mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha ban này. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm ô hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy loài thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Lạy Chúa chúng con vì dấu ở chúng con linh cha amen. Con nhớ ơn cha bao năm bôn ba giữa dòng đời với bao nắng mưa gió sương chất trên bờ vai gầy. Nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con. Bao nước mắt rơi rơi cho con êm ấm cuộc đời. Năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời. Nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương cha tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người ơn cha một đời con luôn ghi nhận niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Cha đâu hay khi tóc bạc màu biết bao xót xa bao sông đã qua đời cha hiền. Nhìn lại một đời đi qua cha không tiếc nuối nghĩ về đàn con có còn ước mong gì hơn. Con mãi nhớ cha luôn con biết sống làm người. Con mãi nhớ cha, cha vì con lắng lo suốt đời. Nay con thành người biết làm chi đầy bao đam. Nguyện luôn khắc ghi ơn cha dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người tình cha yêu khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời con có tình cha đời con hạnh phúc.
cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người, ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Thầm lặng tình người là tình cha yêu khó nhọc một đời, bao nặng gánh phong ba, cao quý tình cha thành cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người, ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Thank you.
Kính mời thân quyến cùng chúng ta cùng hiệp nhau để làm lễ nghi thức động quan trong phong lô trước khi đưa ra nhà thờ để làm nghi thức an táng cuối cùng cho ông. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Chúc thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn giấc ngà thu. Như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô là đấng cam lòng gánh chịu bao khổ đau của ta. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh biệt ly tan tóc này, chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn Phaolô từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chiều mến của linh hồn Phaolô. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nối tiếc chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy các anh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con bao lâu. Lạy trái tim cực thanh cực tình Đức Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho linh hồn Phaolô. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho linh hồn Phaolô. Lạy bà Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Cầu cho linh hồn Phaolô. Lạy các thánh tử đạo nước Việt Nam. Cầu cho linh hồn Phaolô. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho linh hồn Phaolô. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho linh hồn Phaolô. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho linh hồn Phaolô. Xin cha và con và thánh thần. Amen. Xin mời nhà đồng. Quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau, người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi, ôi dã biệt lòng đây nát tan. Và lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm dài này, không phải tàn theo tháng nào. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Vây quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuống,
vành khăn tang, xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa, xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu quanh đây, xin giã từ một lần cuối. Vì quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Tình yêu thương xin nhớ. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng gia đình. Cầu công chính để bảo đảm. Chúa Giêsu ngài chính là cầu công chính đã đến thế gian là người và chết cho con người. Thánh Phaolô nói nếu Chúa Giêsu chết mà không phục sinh thì niềm tin của giáo hội từ xưa cho tới ngày hôm nay đi mà không phải khó. Nhưng Chúa Giêsu không chết, Chúa Giêsu còn sống mãi mãi. Ông Phaolô cũng tin vào Chúa Giêsu, chắc chắn rằng ông giờ đây ông sẽ thấy Đức Giêsu Thiên Chúa như thế nào. Tôi thu nhận của Thiên Chúa còn thank you.
Chúa,
cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng cầu nguyện sinh tử, nhờ thánh lễ trung tâm dâng xin cho người con của Chúa đây là Phaolô hôm nay đã được con thế được con thánh tin Kitô rồi sắp tội lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
gian tu độ cũng là nữ phụ trên cha sở quy tu sĩ nam nữ quy tu đồng các quần thể tông đồ các ca đoàn đặc biệt là ca đoàn chúng quy tu vô trong hòa đạo quy cơ quan quần thể xã hội và quý bà con thân bằng quý phụ xa gần trong khi ta quý chúng con bố rối có điều chi sơ xuất xin điện tình tha thứ tất cả tham gia chúng con đồng bài tạ tri ân. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng
cay quén. Chúa vừa gọi ông Phaolô về với Chúa trong một sự bất ngờ, không thể ai tránh khỏi và cũng không ai biết được giờ nào Chúa gọi về. Khi ông Phaolô vào trần thế cũng với hai bàn tay trắng, chẳng có gì mang vào, nhưng sau một cuộc sống bôn ba vất vả, lo toan cho cuộc sống gia đình, cho chính bản thân mình với mồ hôi nước mắt, nhưng giờ đây Chúa gọi ông Phaolô về bất ngờ. Cuộc đời là mong manh, chẳng có gì là tồn tại trước mặt Thiên Chúa ngoài Thiên Chúa vĩnh hằng. Giờ đây ông Phaolô lại nằm bất động dưới chúng ta với hai tay buông xuôi, không mang đi theo được cái gì. Ông Phaolô đã giúp đỡ cách này cách khác với thân nhân, với những người quen biết, với những người cần ông Phaolô giúp đỡ. Đó là hành trang mà ông Phaolô mang về với Chúa, và Chúa sẽ đón nhận những hành trang đó của ông Phaolô để Chúa thương tha thứ tất cả những thiếu sót, những lầm lẫn của ông Phaolô khi ông Phaolô còn sống nơi dương thế này. Giờ đây ông Phaolô chẳng còn gì để nối tiếp với trần thế nữa. Nguyện xin Thiên Chúa với lòng xót thương, khi ông Phaolô còn sống đã tin tưởng vào Chúa, thì xin Chúa cũng đón nhận ông Phaolô vào nước hằng sống để cùng với chư thần thấy trên trời. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng những lời cầu nguyện thế cho Phaolô để Chúa đón nhận ông Phaolô vào nước hằng sống. Nhân lên cha và con thánh thần, cầu xin Chúa chúng ta có thể đoàn tụ trong ánh sáng vĩnh cửu của Chúa. Chúa là tình yêu, Ngài là hết xưa, khỏi chỗ lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài là thương, có một bộ cho trần thế. Mọi người
thân mến, giữa cái thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô là đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện, chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ta hãy cùng chúng con. Trong giờ phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này, chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ta hãy cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh của ông Phao-lô và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ta hãy cùng chúng con. Trong bình an của Chúa Kitô, ông Phao-lô trở về quê trời tốt đẹp và vĩnh cửu. Cậy nhờ vào lòng từ bi của Chúa Cha, chúng ta cầu xin cho ông Phao-lô. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để khi Chúa Kitô trở lại, chúng ta có thể đoàn tụ trong ánh sáng vĩnh cửu của Chúa. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương nhau, con đời trong Chúa nhận đời. Nếu Chúa chẳng tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thân thân, đứng cha quan họ thứ ta, tiến quân dân đồn. Đối diện với cái chết, chúng ta thấy vô tính mong manh của sự sống và giới hạn của con người. Một cuộc kết thúc không thể tránh khỏi. Trong giờ phút đau thương đi biệt này, chúng ta cùng nhau dâng lên lời nguyện lên Thiên Chúa, đấng đã cho Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và được phục sinh. Lạy Chúa, Chúa đã dùng cột lửa mà đánh đưa dân Chúa khỏi kiếp lâu lời tiến về đất hứa. Giờ đây chúng con xin phó thác linh hồn Phao-lô trong ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa, trên núi Sinai, Chúa đã thánh hóa giao ước với dân Chúa. Giờ đây chúng con xin phó thác linh hồn Phao-lô trong của Chúa. Chúng con phó thác ông Phao-lô cho Chúa. Xin Chúa ban thưởng cho Phao-lô được vào chốn vinh quang và bình an, được chứng kiến ánh sáng huy hoàng của thánh nhan Chúa. Thân thể của ông Phao-lô sẽ bị hỏa táng, đất bụi trở về đất bụi, nhưng cậy vào lời bảo chứng của Chúa Kitô sống lại, chúng con tràn trề niềm tin, cậy nhờ vào ngày phục sinh trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhận đời. Nếu Chúa chẳng tội, Chúa
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.